Quá trong tiếng Thái là chùa, Arun trong tiếng Thái là bình minh, hay còn gọi là temple to tròn, chùa bình minh. À, hay ha. Arun mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái hình ảnh của nhân vật vua quỷ Thoát Sa Can luôn. Mọi người nhìn nè đó. Theo như kế hoạch của ngày hôm nay thì Nhi sẽ di chuyển đến cung điện hoàng gia Wat Phở và Wat Arun. Để mà di chuyển tới khu vực này thì Nhi chọn đi boat. Mọi người cũng có thể gọi nó là đi bọt tại vì nó có dấu nặng ở phía dưới á. Boat là một cái app gọi xe gần giống như là Grab và Uber á mọi người. Nhưng mà Nhi thấy thì cái cước phí của nó rẻ hơn rất là nhiều và lượng tài xế á thì cũng rất là nhiều. Nó sẽ không bị hạn chế. Nó chỉ bị hạn chế khi mà mình đi vào những cái khu vực mà ít dân cư, tức là hơi xa trung tâm một chút xíu thôi. Trong cái chuyến du lịch đi Thái Lan của Nhi á thì Nhi chỉ toàn đi mỗi boat thôi tại vì cái cước phí của nó rất là rẻ và thời gian đợi cũng rất là ít luôn. Kiểu như là mình đặt một cái là có tài xế tới chở mình liền ngay luôn, rất là thuận tiện. Và khi mà Nhi đi bấu á, thì Nhi có thể trò chuyện giao tiếp với những cô chủ chở Nhi á. Và trời ơi, người Thái Lan họ rất là thân thiện và họ rất là tử tế, cho nên là mình có thể hỏi này và mình có thể chia sẻ nhiều thứ và họ cũng chia sẻ với mình rất là nhiều điều thú vị về đất nước Thái Lan nữa đó. Đặc biệt là khi mà mọi người đi bấu á thì mọi người sẽ thử một cái cảm giác vô cùng phấn khích và thú vị, một cái trải nghiệm mà Nhi nghĩ là rất là khó để mà có được nếu như mọi người đi những cái đất nước khác. Tại vì á, đi bấu thì gần giống như đi xe ốm á mọi người. Và ở Thái Lan thì chỉ cần có tài xế mà đội mũ bảo hiểm thôi. Còn người ngồi ở phía sau xe thì có thể đội hoặc là không đội cũng được. Mọi người biết rồi đó, đi xe ốm ở Thái Lan thì tạt đầu xe lướt gió để mà đi luôn. Thì mặc dù hẳn khá là nguy hiểm một chút xíu, nhưng mà trời ơi, phải gọi là ngồi ở phía sau và những cái cố chủ tài xế chở mình đi và tạt đầu xe phải gọi là một cái cảm giác cũng rất là thú vị và khá là đặc biệt. Cho nên nếu như mà mọi người không yếu tim thì mọi người nên thử cái trải nghiệm này nha. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, nó cũng khá nguy hiểm á mọi người. Oh, it's so scary. I'm not sure that it's open or not. It's open? Yeah. Open every day. Open every day, yeah. Okay. Wow. Wow. Sawadee khap. Sawadee khap. Yeah, sawadee khap. Cung điện hoàng gia thì cấm quay phim và chụp hình cho nên Nhi không thể chia sẻ hành trình khám phá cung điện hoàng gia trong video ngày hôm nay. Nên là mọi người hãy cùng Nhi di chuyển từ cung điện hoàng gia đến Wat Arun nhé. Đây là một cách rất là nhanh chóng để mọi người di chuyển từ cung điện hoàng gia đến chùa Wat Arun. Tại vì hai địa điểm cách nhau một con sông cho nên mọi người có thể di chuyển qua lại bằng thuyền. Và đấy là cái con đường đến với cái bến thuyền đó. Và những người này ngồi ở ngoài để bán cho mình những cái túi ni lông rất là bự. Thì những cái túi ni lông bự này dùng để làm gì thì mọi người xem sau sẽ rõ. Trời ơi, đúng là mấy cô chủ tâm lý biết là mình sẽ cân cài cái túi này. Nhìn rất là lạ đúng không mọi người? Nhìn như là nước sông, ở trên đó là nước sông này, xong rồi nó tràn qua đây. Thì Nhi không biết là những cái nhà ở đấy nó sẽ ở như thế nào ấy. Nhưng mà không có ai ở cả. Nhưng mà chắc là trước kia có người hả? Nhi cũng không biết nữa. Mà bên này nước sông nó sẽ tràn từ ngoài đấy vào đây, ra thẳng đầu kia luôn. Đó, như thế này. Đó là lý do vì sao Nhi phải mang cái này. Đây cũng là một vài du khách mà muốn di chuyển từ cung điện hoàng gia đến Wat Arun bằng phà giống như Nhi đó. Ferry to Wat Arun. Mọi người có thấy cái nước ở đấy không? Là kiểu cái sóng nó cứ đập vào ấy. Hello mọi người. Nhi đang ở trên phà. Đây, đang ở trên phà rồi. Thì vừa nãy á, là đi ngang qua cái khu này. Đấy, nó sẽ có một cái thuyền đi lên băng tư ở dưới đấy. Mình sẽ đi bộ lên đây. Thì ở dưới đấy á, mọi người kiểu nước nó cũng tạc vậy á. Xong rồi thề luôn, rất là sợ luôn á. Tại vì để một cụ là rớt xuống sông luôn, chắc luôn á. Đấy, bây giờ là phà đang di chuyển. Phà rất là rộng nha, cho mọi người xem. Hàng ghế ở bên này cũng khá là rộng. Và phía sau nữa. Đó.
Phà di chuyển từ cung điện Hoàng gia đến Wat Arun thì sẽ hoạt động từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ tối và mỗi lượt đi là tốn 5 baht. Nhưng mà những cái mùa mà nước lên như thế này nữa thì mình sẽ phải tốn thêm 10 baht cho cái túi ni lông nữa. Vậy tổng cộng là tầm có khoảng 10.000 Việt Nam đồng á. Rồi, đi xuống nào. Ngay từ lúc xuống thuyền nha, ở đây thì sẽ có một cái khu vực có bán đồ ăn nước uống này kia ở trong này. Và ở bên kia mọi người có thể nhìn thấy này là khu vực cho thuê áo quần ấy. Nhìn thấy mọi người hay rủ tay nhau là thuê áo quần ở sân Sóc Thái, nhưng mà không hiểu vì sao nhìn thấy cái giá đấy rất là mắc luôn ấy. Thì ở đây mọi người có thể thuê áo quần ở đây. Gọi là thank you. Đó, nhìn thấy màu mã nó cũng đẹp ấy. Đó, và mọi người thuê ở đó thì sẽ tầm cực khoảng là 200 đến 300 baht. Bây giờ thì mình sẽ đi mua vé vào cổng nha. Giá vé vào cổng chùa Wat Arun là 100 baht, quy ra tiền Việt là tầm 68.000 đồng. Mình sẽ có thêm được một chai nước nhỏ nữa. Cái chai nước này á đã cũ rồi Nhi, trong cái buổi sáng mà Nhi đi thăm chùa Wat Arun luôn á. Cái YouTube Nhi ở đây, mọi người đoán xem Nhi đang ở đâu nào. Ta hiện tại Nhi đang ở Wat Arun, một trong những ngôi chùa cực kỳ đáng để đi ở Bangkok, Thái Lan. Thì được coi là sự sở của những ngôi chùa, sự sở của Phật giáo, và có rất là nhiều chùa ở đây. Nhưng mà Wat Arun là một trong những ngôi chùa rất là độc đáo, rất là riêng biệt. Thật ra những cái ngôi chùa, kiến trúc ngôi chùa hay là cung điện hoàng gia cũng vậy, nó sẽ có những cái màu sắc vàng giống như là dạng vàng ấy, nó sẽ tông màu, nó sẽ vàng và nó lấp lạnh luôn. Nhưng mà Wat Arun là một ngôi chùa nhìn nó rất là thanh lịch, tại vì tông màu chủ đạo của cái chùa này đó là màu trắng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi khám phá chùa Wat Arun, những câu chuyện hay là ý nghĩa của những bức tường ở chùa Wat Arun ha. Mọi người cùng theo chân Nhi để đi khám phá nha. Chùa Wat Arun sẽ mở cửa vào 8 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 6 giờ tối nha mọi người. Hằng ngày nè. Ở đây có một cái tấm bảng những cái quy định của chùa này mọi người. Đầu tiên là quy định về trang phục nè, không được mặc áo hở lưng hay là áo hai dây hở vai hay là mặc quần ngắn nè. Yeah. Wow. Thời tiết hôm nay rất là đẹp đúng không mọi người? Trời rất là trong và xanh. Thật ra cũng rất là nóng, mình đang rất là nóng đây. Wow, ở trên đấy. Wow. Rất nhiều khách du lịch cũng thuê trang phục truyền thống của Thái Lan và tới đây để chụp hình. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị đó, mọi người nên thử nhé. Arun mọi người, Wat trong tiếng Hán là chùa, Arun trong tiếng Hán là bình minh, hay còn gọi là temple to tròn, chùa bình minh, hay ha. Và chùa thì bao gồm rất là nhiều những cái tòa tháp, còn gọi là klangs, yeah, klangs, được xây dựng trên một cái gò đất, một cái bề cao. Những cái tháp này nó sẽ được xây trên một cái nền đất rất là cao, một cái bề đất rất là cao, tháp nào nó cũng vậy hết. Đó, khờ láng nào nó cũng vậy hết, khờ láng là tháp á mọi người. Dù cái kiến trúc nó sẽ cùng gần với nhau, nó đều làm bằng một chất liệu là sứ và gạch đó mọi người. Để cho mọi người xem nha. Những cái gốm sứ và những cái gạch sứ trắng mén này á mọi người là từ thương nhân Trung Quốc á, từ Trung Quốc á. Trong lúc bấy giờ thì thương nhân Trung Quốc họ mang những cái gốm sứ này quá Thái Lan. Mọi người thấy cái kết cấu, màu sắc ở đấy rất là đẹp, nhìn kiểu vừa nổi bật vừa thanh lịch ấy. Thank you.
sở của chùa vàng. Thì ngay cái từ ngữ là chùa vàng thì mọi người cũng hiểu là tất cả những cái chùa, hay là không hầu hết những chùa, kể cả cái cung điện hoàng gia của Thái Lan nữa, thì cũng là dát vàng rất là lấp lánh. Wat Arun không có dát vàng hay không có được lấp lánh như thế, tuy nhiên có một vẻ đẹp của sự khác biệt. Tại vì nền của chùa Wat Arun ấy nền màu trắng và nó sẽ được trang hoàng bởi rất là nhiều những cái gốm sứ gạch với nhiều màu khác nhau, và nó còn có những cái bức tường nhân vật sử thi Ramakien của Thái Lan nữa. Đó thì rất là độc đáo. Như thật sự rất là thích ngôi chùa này luôn á, tại vì vẻ đẹp của sự khác biệt, vẻ đẹp của sự độc đáo. Wat Arun thì sẽ nằm ở bên cạnh sông Chao Phraya luôn, từ cung điện hoàng gia và chùa Wat Phở thì mọi người chỉ cần đi bộ một xíu tới cái bến phà, và từ phà băng qua sông tầm khoảng là 5 phút là đến được chùa Wat Arun rồi. Thì cái phí mà đi phà chỉ có 5 rin thôi à. Rin là đơn vị tiền tệ của Malaysia mọi người, tại vì như sống ở Malaysia cho nên là bị nhầm đấy, đơn năm bạc, đúng rồi, nó sẽ mất khoảng 5 bạc. Nó rất là rẻ và đi rất là nhanh luôn ấy. Nếu như là mọi người muốn khám phá nguyên một cái cùng để có thể tiết kiệm thời gian nhất, tiết kiệm công sức và tiền bạc nhất, thì mọi người có thể tham khảo như thế này ha. Mọi người có thể đi khám phá hoàng cung Thái Lan trước nè, sau đó thì đi Wat Phở, sau đó thì mọi người sẽ bắt phà. Nhưng mà trước khi mà bắt phà thì mọi người phải đi bộ tầm khoảng là 90 phút gì đấy, sau đó là sẽ đến bến phà và đi phà tầm 5 phút để qua Wat Arun. Nó sẽ nằm một cụm như vậy, tuy nhiên Wat Arun sẽ nằm bên kia sông, cho nên mọi người phải đi phà. Thì mọi người có thể cân nhắc vị trí của những ngôi chùa để mọi người có thể đến một cái lịch trình phù hợp sao cho thuận tiện nhất. Tại vì cung điện hoàng gia để mà khám phá được ấy, thì cũng mất một buổi luôn á. Những cái khả năng này á mọi người, đây những cái tháp này thì được bắt đầu xây dựng vào thời vua Rama 2 và được hoàn thành vào thời vua Rama 4. Trời ơi, ba đời nha. Và mọi người nhìn cái diêm mãi đi, nó sẽ đúng màu của, đúng màu cái kiến trúc của Thái Lan luôn. Ở trên những cái diêm mãi như vậy nó sẽ có treo những cái chuông nhỏ nhỏ mọi người. Khi mà gió thì những cái chuông đấy nó sẽ kêu lên rất là hay. Như thế đa số những cái chùa Bangkok Thái Lan mà Nhi đi á, thì đúng là cũng thường hay trang hoàng những cái chuông nhỏ nhỏ nhỏ, tức là một cái bảo tháp hay còn gọi là một cái khlang, thì ở phía trên cao nó sẽ có cái diềm, cái mãi. Thì trên những cái mãi đấy sẽ treo rất là nhiều cái chuông nhỏ 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 như thế này, tầm nhỏ nhỏ thôi, tầm cỡ khoảng là chưa đến 15cm nữa. Đó, ở phía trên đấy sẽ treo rất là nhiều những cái chuông nhỏ nhỏ nhỏ. Mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái hình ảnh của nhân vật vua quỷ Thoát Sa Can luôn. Mọi người nhìn này, đó, những cái hình ảnh đó xoay quanh cái bức tháp này, nó là vua quỷ Thoát Sa Can á. Nhìn thì khá là đáng sợ ha, nhìn hơi là đáng sợ. Và phía bên cạnh nữa đó, nó sẽ bao quanh cái bảo tháp luôn. Nhi sẽ kể cho mọi người nghe một vài câu chuyện đằng sau cái bức tường Thoát Sa Can này nha. Thì trước tiên phải kể đến Ramayana. Thì Ramayana là một trong hai bộ sử thi rất là nổi tiếng của Ấn Độ và đã được truyền bá rộng rãi ở Đông Nam Á từ thời rất là xa xưa trước đây. Thì bằng con đường truyền giáo này hoặc là thương mại buôn bán, thì người Ấn Độ họ đã vượt biển để qua cả nước Đông Nam Á. Nhờ đó cho nên những cái văn hóa của Ấn Độ, những cái tôn giáo của Ấn Độ nó cũng được truyền bá rất là rộng rãi ở cả nước Đông Nam Á luôn. Đặc biệt là truyền cổ Ấn Độ và sử thi của Ấn Độ là hai thứ mà gọi là một cái sức ảnh hưởng rất là lớn, được lan rộng rất là nhiều đến cả nước Đông Nam Á. Ở Việt Nam của mình là một minh chứng này mọi người. Đây là truyền cổ Ấn Độ, đó là một trong những cái minh chứng thể hiện việc là văn hóa và tôn giáo Ấn Độ nó ảnh hưởng đến rất là nhiều đến cả nước Đông Nam Á. Và Việt Nam của mình là nằm ở phía sau thôi đúng không? Gần nhất, gần Ấn Độ nhất đó là Thái Lan. Vì vậy cho nên mọi người cũng hiểu được rằng là Thái Lan chịu ảnh hưởng bởi văn hóa tôn giáo rất là lớn đến từ Ấn Độ. Thật sự là bằng cái con đường tâm linh thôi, từ rất là xa xưa, con đường hòa bình và tâm linh, tức không có chiến tranh nha, thì người Ấn Độ đã truyền bá rất là nhiều những cái câu chuyện văn hóa tôn giáo đến Thái Lan. Và một trong số đấy đó là sử thi Ramayana. Khi mà vào Thái Lan ấy, thì được Thái Lan hóa, được bản điện hóa thành Ramakien đó. Và Ramakien là sách
thiêng của người Thái luôn, miêu tả một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Cái thiện là Rama, cái ác là bố quỷ Thotsakan. Có thêm một nhân vật nữa mà Nhi đảm bảo mọi người sẽ thấy rất là nhiều, đó là bố khỉ Hanuman. Và bố quỷ Thotsakan là vua của xứ Lanka, đã yêu và cướp Sita là bờ của Rama. Thotsakan là biểu tượng của cái ác, còn Rama là biểu tượng của cái đẹp, của cái thiền. Và cuộc chiến giữa hai người này đã được miêu tả rất là kỹ ở trong cái sử thi Ramakien của Thái Lan. Vua quỷ Thotsakan này là biểu tượng của cái ác, nhưng mà điểm tận bây giờ, tức là dòng thời gian đã trôi qua, nền văn hóa nó đã thấm vào trong máu của người dân Thái ở đây rồi. Cho nên đây là một biểu tượng, một cái hình ảnh của đời sống tinh thần của người dân Thái Lan rồi. Sau khi mà thăm Wat Arun rồi á mọi người, thì mọi người có thể vào chùa đây bên khu này. Và khu vực này như đang ở phía sau quay lên ấy. Ở chùa này á thì mọi người có thể vào để mà cầu nguyện, hoặc là mọi người có thể mua những cái bổng, những cái bảo vật, và nhờ sư thì nhà sư sẽ niệm và sau đó trao cho mình. Ôi, đây là một bức tường. Mọi người nhìn nè, ba phía trực diện và hai bên là voi đen. Đó, chú voi ở trực diện nó bự hơn, kiểu nó rất là hùng dũng ấy. Đó, nhìn rất là uy quyền. Thì á, thật ra ấy, voi là một biểu tượng, một cái lính thủ, một cái quốc vật của vương quốc Thái Lan luôn á. Trước khi mà quốc kỳ của Thái Lan là cờ tam sắc như hiện tại, thì quốc kỳ của Thái Lan thời trước kia nó sẽ là màu đỏ này, và ở giữa là một chú voi trắng. Đó, thì mọi người đủ hiểu một cái lĩnh vực có một cái tầm quan trọng, một cái ý nghĩa rất là lớn để mà nằm ở chính giữa trên cái quốc kỳ của một đất nước là đúng không? Đó, nói chung là hình ảnh của voi á, nó sẽ thể hiện cả trong cuộc sống lẫn trong vương thất vương quyền. Chú voi này mọi người, nó sẽ thể hiện cho sự hùng dũng mạnh mẽ uy quyền của một vương quốc, một quốc gia. Việc mà sở hữu bao nhiêu chú voi đấy thì sẽ chứng minh được cái địa vị của người đó. Bởi thế cho nên là khi mà người dân có được một con voi trắng thì sẽ dâng lên nhà vua. Khi mình đi tìm hiểu đều có những cái thông tin là vua nào thì sẽ có số lượng voi là bao nhiêu một cách chính xác luôn. Và còn sắp xếp thứ hạng là vua mà sở hữu voi nhiều nhất là vua nào nữa cơ. Là mọi người đủ hiểu là cái việc mà sở hữu số lượng voi ấy, nó khá là quan trọng. Rồi, hiện tại là 1 giờ trưa rồi và Nhi phải đi ăn trưa đây, quá đói bùng luôn ấy. Nếu như mọi người thích video này thì nhớ like, share, comment những cái đóng góp, những cái thắc mắc của mọi người ở phía bên dưới để Nhi hiểu và phản hồi nha. Và nhớ bấm đăng ký kênh nữa. Và đừng quên là chúng ta sẽ gặp nhau vào 10 giờ sáng ngày thứ bảy hàng tuần. Ok, với phương châm là vứt bỏ mọi điều kiện, giữ một cái đầu rộng để có thể đi du lịch, khám phá và trải nghiệm, hưởng thụ tất cả những vùng đất mà mình đi qua. Thì Nhi mong video này sẽ truyền năng lượng tích cực đến mọi người nha. Bye bye mọi người. Click vào video này để khám phá ngôi chùa có tượng Phật lớn nhất Bangkok, Wat Phak Nam, một trong những ngôi chùa rất là nổi tiếng đó nha.